Xin chào, chào mừng các bạn đến với xe máy nhập khẩu Bình Dương tháng miền Tây. Hôm nay Trang sẽ lại review cho các bạn dòng xe E155 nha mọi người. Trước mặt mình đây là con E155 màu xanh xi măng. Con E này thì nó vừa mới ra được cách đây khoảng cũng gần năm rồi. Vậy thì hôm nay Trang sẽ review tiếp dòng này cho mọi người để biết rõ hơn. Đây là màu xanh xi măng mọi người nha. Bên mình có trang bị thêm cái đĩa kiểu. Đây là đĩa kiểu và cả chống ngã trước là cái này. Đó. Ở trên đây là mình có trang bị cái tay thắng màu xanh GP. Và bên này mình có trang bị cái Oppo với cả cái chụp bô ở sau đít. Mọi người nhìn sơ qua cái con xe này đi ạ. Rất là đẹp đúng không mọi người? Và mình trang bị thêm cái kính kiểu. Con này rất là đẹp nha mọi người. Nhìn chi tiết rất là ok và bắt mắt luôn. Còn đây là màu xe màu cam đen hoặc có thể gọi là cam bạc cũng được nhá. Con này được trang bị mâm bạc nha mọi người với cả cái thắng. Cái thắng của nó là màu vàng luôn, màu vàng cam luôn. Đây ạ. Còn cái đĩa của nó cũng là màu vàng cam luôn mọi người nha. Tay thắng màu vàng luôn. Bên mình đang có rất là nhiều dòng xe 3D rất là đẹp. Lên màu theo sở thích của khách hàng luôn. Khách hàng có thể là gửi màu yêu thích qua Zalo cho mình. Mình lên màu theo ý thích của khách hàng. Thì sau đó thì khách hàng đến cửa hàng và nhận xe. Đây mọi người nhìn sơ qua con xe này nhá. Đây màu xanh xi măng này đẹp nè. Đó. Mình nói về giá cả đi. Giá cả của xe này thì bên mình đang có giá là 47 triệu. Là màu 3D nha mọi người. 47 triệu. Thì xe này mình chỉ cần trả trước là khoảng 2 triệu mình có thể nhận xe về rồi. Đó. Với cả là mình chỉ cần có chứng minh hoặc là căn cước công dân thôi là mình có thể mua xe trả góp được rồi nhá. Tiếp theo đây mình xin giới thiệu về xe Vario 150 đi. Đây là dòng Vario 150. Đây là màu đỏ nha mọi người. Xe này có trang bị là mâm đồng đây ạ. Màu Movistar. Cái này rất là đẹp luôn mọi người nha. Đây. Đối với xe Vario 150 này thì bên cửa hàng Trang đang có giá là 47 triệu thì chỉ cần trả trước 5 triệu thôi thì mình có thể nhận em này về rồi. Đây. Mọi người thấy màu sắc của bên mình lên như thế nào ạ? Thì nếu mà mọi người có muốn góp ý thêm màu sắc cho xe thì mọi người có thể nhắn tin cho mình theo số Zalo 0865 605 607 thì mình sẽ lên theo cái nhu cầu của khách hàng. Và muốn mua xe trả góp thì chỉ cần có chứng minh hoặc là căn cước công dân thôi thì mình có thể mua xe trả góp được rồi. Địa chỉ của cửa hàng mình ở ấp 1 Hội Nghĩa Tân Nguyên Bình Dương nha mọi người. Cách chợ Hội Nghĩa 200m và cái công ty TOC. Dạ. Thì thủ tục trả góp ấy thì mình chỉ cần có chứng minh với căn cước thôi thì mình có thể là mình trả góp được rồi. Mình có thể làm hồ sơ online cũng được, chỉ cần nhắn tin Zalo cho mình thì mình sẽ tư vấn thêm và làm hồ sơ online cho mọi người. Sau thì mình chỉ đến cửa hàng để mình nhận xe về thôi. Mọi người coi sơ qua một tí về màu sắc xe và video tiếp theo thì mình sẽ làm nhiều xe review màu nhiều màu sắc hơn nữa cho mọi người để mọi người tham khảo. Mọi người thấy hay thì cho mình xin một like và một subscribe và ủng hộ mình thêm nhiều video nữa nha. Xin chào.